Thế Tôn rất là ít có. Nó, cái đó là lời tán Phật. Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, nếu người thiện nam, người thiện nữ phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao nên trụ, làm sao hàng phục được cái tâm đó. Như vậy thì người phát tâm cầu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cầu giác ngộ thành Phật, thì làm sao mà an trụ được cái tâm đó, làm sao mà hàng phục được cái tâm đó. Thì ở đây Phật bảo, Phật cáo thị cố Tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Tát in như thị sanh thanh tịnh tâm, bất in trụ sắc sanh tâm, bất in trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm, in vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nghĩa là Phật bảo, thế nên Tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Tát, tức là chư Bồ Tát lớn, nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh, không nên trụ nơi sắc mà sanh tâm. Sanh tâm tức là sanh tâm với cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Bất ưng trụ thanh hương vị xuất phát sanh tâm, nghĩa là không được trụ sắc thanh hương vị xuất phát, tức là sáu trần, là sanh tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, in vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nghĩa là phải nên không có chỗ trụ hay là chỗ vướng mắc mà sanh cái tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy muốn thành Phật thì chúng ta đừng vướng mắc cái sáu trần. Sáu trần là sắc nè, thanh nè, hương nè, vị nè, xúc nè, pháp. Mà tại sao không vướng mắc? Vì sáu trần đó nó không thiệt. Nếu chúng ta đeo đẳng theo cái không thiệt thì làm sao mà giác ngộ được. Cho đó nên không nên dính mắc cái đó. Cho nên không dính mắc cái sáu trần, đó là phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói cho dễ hiểu là cầu thành Phật hay là cầu giác ngộ. Thì quý vị thấy, đối với cái giai đoạn trước tôi dạy quý vị tu thì phải thấy các pháp nó là quyển hóa là không, thì ngồi thiền tâm mới yên định được. Ở tâm yên định thì lần lần vọng tưởng nó lặng, nó hết, thì cái chân tâm nó hiện tiền. Thì nói như vậy, tôi tu như vậy và khuyên quý vị tu như vậy. Mà chúng ta có một cái khó xử nhất là đừng theo cái bóng dáng của sáu trần là ở nội tâm mình, mà thực tế sáu trần thì mình nói sao? Tức như sắc là cây nhà, cái cây, tất cả cái gì có hình tướng, mình nói nó sao? Nói nó không, phải không? Vì nó là duyên hợp, nó không có tự tính. Nên tất cả cái gì như cái chùa mình hiện giờ, trước chỗ này đâu có. Mà rồi dạt trống cây cối rồi thì từ từ mình xây dựng lên cái ngôi chùa. Thì như vậy ngôi chùa nó có là nằm trong cái không mà tạo thành có. Thì cái có đó thiệt hay giả? Thiệt hay giả? Giả mà ngồi đây quý vị nói giả mà chịu không? Như vậy là một vấn đề. Hơn nữa là mình nói nếu cái chùa không thiệt, bây giờ ai lại đập phá mà chịu không? Nó nói không thiệt, tôi đập có gì tiếc. Nó cũng khổ tâm nhiều cái lắm. Vì vậy mà mình mắc kẹt. Khi nói nó là không, là giả thì mắc kẹt đủ thứ. Nói thân này là không, là giả. Đói bụng có kêu không, có rên không? Nó giả mà kêu rên gì? Vì vậy mình cũng mắc kẹt nữa. Rồi mình nói thân này là không, vậy thì thôi khỏi cần ăn uống. Mà khỏi cần được không?
phải ăn uống. Thành ra nhiều cái nó làm cho người ta đặt câu hỏi cho mình bị kẹt lại. Nên bây giờ tôi thấy rằng mình lấy cái lý không để dẹp cái chấp, dẹp cái vọng tưởng thì nó có những cái trở ngại như nãy giờ nói. Còn bây giờ đây á, mình đi thẳng vô, có anh có chân tâm, chị có chân tâm, chân chân, ai cũng có chân tâm hết, thì ta yên lòng quá rồi, đâu có thua ai. Mà hỏi chân tâm là cái gì, ở đâu, thì đó là một vấn đề. Như số 2 tôi đã nói rõ, chân tâm là cái thường biết rõ ràng mà không có vọng niệm, không có niệm khởi. Cái thường biết rõ ràng thì giờ anh hỏi ở đâu, thì nơi giờ ở khắp mình 6 căn chỗ nào cũng có chân tâm hết. Thí dụ bây giờ bất thần có con mũi cắn vào mặt, biết không, đâu cần suy nghĩ, nghe nó cắn là biết liền. Thì như vậy cái suy nghĩ là cái tâm vọng tưởng, mà cái này động tới biết liền thì cái đó là gì? Đó là cái bàn bạc của chân tâm. Thì từ đầu tới chân nó lúc nào cũng hiện hữu, tuy mình không thấy nhưng mà đụng việc thì nó có cảm giác rõ ràng. Như vậy thì mình có thiệt thì không có. Còn cái suy nghĩ trong đầu mình khi sanh khi diệt, khi sanh khi diệt, mà cái đó mình nói chân tâm đâu được. Còn tất cả cái biết ở 6 căn hiện hữu đó, cái đó là cái hiện tượng mới hay là ban đầu của chân tâm, chứ không ai thiếu cái đó. Thì vậy mình có chân tâm là cái biết thường xuyên mà mình không màng tới, mình cứ chạy theo cái biết lăng xăng lộn xộn. Có khi chúng ta suy nghĩ cái chuyện đâu đâu không dính dáng gì, có khi thì suy nghĩ cái chuyện đời sau đời trước gì lung tung, không có thực tế. Còn cái biết thực tế mình lại bỏ quên. Cho nên giờ tu thiền là sống trở lại cái tâm chân thực của chính mình, lúc nào cũng hiện hữu. Trở lại cái đó thì mới biết, mới rõ được cái con người chân thật, không sanh không diệt. Bởi vì cái chân tâm hiện tại nó không sanh diệt, thì khi thân này hoại nó cũng không có sanh diệt. Nó cũng tùy duyên, hoặc là còn đi trong lục đạo, hoặc là giải thoát ra khỏi lục đạo chẳng hạn. Thì cái đó là tôi sẽ nói sau. Thì như vậy bây giờ hiện chúng ta đang tu, quý vị nhớ Phật dạy trong kinh, tu pháp môn nào của Phật cũng phải đều đi tới cái chỗ nhất tâm bất loạn, phải không? Như những người tu tịnh độ thì Phật dạy cũng niệm câu niệm Phật cho tới nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là sao? Chỉ còn có cái tâm, cái biết chân thật mà không còn có cái niệm nào nữa. Bây giờ mình tu thiền, định cũng vậy. Định là định cái gì? Định cái tâm lăng xăng đó. Cái tâm lăng xăng nó dừng, lúc đó mình biết không? Tâm lăng xăng dừng chứ cái biết mình cũng hiện tiền. Thì như vậy là dừng tất cả cái tâm sanh diệt hư dối để sống trở lại cái tâm chân thật của chính mình. Đó là cái đường lối tu cụ thể, thực tế, chứ không phải là chuyện mơ màng. Rất tiếc con người cứ quen đuổi theo cái hư giả, nghĩ đông nghĩ tây, tất cả các suy nghĩ cũng tưởng là mình nghĩ, rồi làm cái hay cái dở gì cũng tưởng là tâm mình, khiến mình làm tốt làm xấu vân vân. Thì cái đó là mình nhận cái hư giả là mình, mà nhận hư giả là mình cho nên cái hư giả đó nó tạo nghiệp, rồi nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Còn nếu mình trở về cái tâm chân thật thì cái tâm đó nó không bị chi phối bởi những cái nghiệp, vì nó không còn niệm
thì làm gì có nghiệp. Như mai tôi nói, giờ tôi bổ túc thêm cho quý vị nhớ cái câu chót ở đây á, nói rằng buông luôn hai chữ không niệm. Lúc đầu mình mượn cái lời nói không niệm, không niệm tức là không nghĩ đó, không nghĩ, tất cả cái nghĩ buông hết, không, không nghĩ. Nhưng mà mình nói không nghĩ thì cái đó là cái còn ở ngôn ngữ. Chừng nào buông hết, tâm lặng yên, không còn một niệm giấy thì cái đó mới thiệt là không nghĩ, phải không? Vì vậy mà mình nói không nghĩ, mình hài lòng, mình nói vậy đó là được, yên ổn rồi thì không được. Bởi vì nói không nghĩ nó là cái dụng của ngôn ngữ chứ chưa phải qua cái chân thật. Cho nên tới cái mức chót không còn một niệm nào đó, lời nói không nghĩ cũng không có, mà tâm mình tự an nhiên, không có một niệm giấy khởi. Mà không niệm giấy khởi thì mình chết mình đi đâu? Thường thường nói chết đi theo nghiệp. Nghiệp là do cái ý niệm lăng xăng gây tạo, rồi thích cái này ưa cái kia, cho nên chừng chết nó đi theo cái ưa thích của nó đó. Còn bây giờ mình không có một niệm gì thì đi đâu? Đi theo ai? Không có một niệm thì ở đây tôi nói rõ thì tâm thênh thang và còn mãi. Tâm thênh thang là sao? Tâm mình nó không có một niệm thì không có tướng, mà không có một niệm thì không có động. Không tướng, không động thì nó đồng với cái gì? Thì nó đồng với cái thể của hư không. Ngày đồng thể hư không thì tâm mình đồng với hư không, tức là tâm hòa nhập được với hư không, đó là pháp thân. Tâm hòa nhập được hư không thì đó là pháp thân. Mà pháp thân thì bất sanh bất diệt, cho nên còn mãi, không có sanh tử nữa. Đó là giải thoát sanh tử. Như vậy, muốn đi tới chỗ giải thoát sinh tử, tâm mình phải là cái tâm chân thật. Còn những cái niệm sinh diệt phải buông, phải lặng thì mới tới đó được. Cho nên tôi nói rằng không còn một niệm thì đâu có nghiệp nào dẫn mình được. Mà không còn một niệm thì tâm đồng thể như không. Mà đồng thể như không thì bất sanh bất diệt, cho nên còn mãi. Không, không có chết, không có sanh trở lại thì đó là giải thoát sanh tử. Quý vị thấy cái lối cuối cùng của nó là như vậy. Chúng ta tu giải thoát là như vậy. Thì ngay trong đời này mà quý vị tu buông hết, không còn một niệm, tất cả những cái nghĩ suy gì đó mình cũng buông hết, chỉ cái thường biết rõ ràng tới lui qua lại mà không có niệm nghĩ, thì quý vị nhắm mắt là cái tâm mình đồng với hư không, đó là thể nhập pháp thân, đồng với hư không, cho nên mình không còn sanh tử. Khi đó nếu có sanh tử thì gọi là ứng thân, hóa thân để độ chúng sanh, độ những người có duyên, chứ thực pháp thân thì không có sanh tử. Đó là tôi dẫn từ đầu tới cuối. Trong nhà thiền, nhất là thiền tông, lấy vô niệm làm tâm, nghe là cái chỗ cuối cùng là không còn một niệm. Chứ không còn một niệm đó thì chỗ đó là cái tâm chỉ của nhà thiền. Như vậy thì ngay trong đời này mình giải thoát sanh tử. Nên trong các thiền sư hay nói, mình không khéo tu, mình cũng tu mà không có khéo á, thì tuy tu mà trải qua tới ba vô số kiếp mới thành Phật. Tu ba vô số kiếp mới thành Phật, quý vị có ngán không? Một kiếp này mà thấy còn dài, mà tới ba vô số kiếp. Còn cái này trực chỉ, nếu mình nhận ra, biết được, thì ngay một kiếp này hết niệm, đi tới cái chỗ tâm đồng hư không
Thì đó, ngay Pháp, cái kiếp này mình đã thể nhập Pháp thân, rồi ứng thân, hóa thân, tùy duyên. Thì như vậy trong kiếp này là giải thoát sanh tử, chứ không phải xa. Thì vậy mà Thiền Tông đó là một con đường tắt gần nhất. Mà lâu nay chúng ta thì chịu tu hơi sơ sơ thôi à, vô chùa ăn chay trường, tụng kinh rõ mở ngày đêm hai thời thấy cũng được rồi, phải không? Rồi cứ vậy đó. Mà vậy đó thì cái tâm sanh diệt nó đâu có dừng được, nó đâu có dứt được, cho nên cái sanh tử nó cũng không hết. Nên tu là phải đi tới chỗ giải thoát. Mà muốn giải thoát thì từ cạn tới sâu mình phải thực hiện được. Như vậy thì tới đây chân tâm là không niệm, tức là không còn niệm nào khởi nữa, mà thường biết rõ ràng đó là chân tâm. Mà được chân tâm như vậy, chúng ta không còn niệm nào, thì chừng đó chúng ta mới thấy tâm mình thênh thang. Thì chỗ này hồi xưa tôi tu, chứ mà tôi cũng ngờ mình biết tâm mình ở đâu, trong đầu, đâu trong ngực, cái đó mới là tâm mình. Còn nói nó tâm mình mà trùm khắp hết, làm sao tưởng tượng nổi. Nhưng mà bây giờ tôi mới thấy được tâm mình thênh thang khắp bầu trời. Tại sao mà tôi dám nói như vậy? Bởi vì đặt câu hỏi lại, tâm là cái gì? Tâm là cái biết, phải không? Giờ tôi ví dụ trước, như quý vị nhìn trên cái bầu trời, nếu mà nhìn lên bầu trời thì chúng ta không nhìn chú vào một cái gì hết, thì mình thấy bầu trời lớn như nhỏ, thấy thênh thang. Còn nếu mà mình nhìn lên đó mà mình chú ý vào một đàn chim bay hay là cụm mây, thì tâm mình bao lớn? Nó gom lại chỗ cái cụm mây hay chỗ đàn chim bay, nó có bao to đó. Còn nếu mình nhìn lên mà không có một vật gì để mà mình chú ý, thì thấy tâm mình biết thênh thang cả bầu trời. Mà mình biết tới đâu thì tâm mình tới đó. Cái tâm là cái biết, mà thấy tới đâu biết tới đó, thì không có khắp cả bầu trời sao được. Bởi vậy, một vị thiền sư đi học trò, lâu tôi quên tên, khi đó thấy bầy chim bay, thì ông hỏi học trò, nói cái gì đó? Học trò trả lời, bầy chim le le bay. Ở hồi nó bay mất, anh nó đâu rồi? Nó thưa bay mất rồi. Ông nắm lỗ mũi, ông giật một cái là chết cái lỗ mũi người ta. Thì khi mà giật cái lỗ mũi rồi ông ta chết cái lỗ mũi người ta, thì ngài mới nói rằng sao ông nói bay mất đi. Nghe cái đó mình ngạc nhiên á, sao không nói bay mất đi? Thì khi đó ngài ngộ liền, ngộ được cái không bay mất đi. Mình thấy bầy chim bay thì chim bay, còn cái thấy của mình nó không có bay, phải không? Như vậy thì chim bay mất chứ cái thấy cũng nguyên vẹn. Cũng như Kinh Lăng Nghiêm, Phật đưa tay lên, ấy anh nào thấy không? Thấy. Để xuống thấy không? Không, bị Phật quở. Khi để đưa lên thì thấy, để xuống mà mù rồi sao không thấy, phải không? Nghĩa là cái tay ở ngoài nó có đưa lên để xuống, cái thấy ông lúc nào cũng là thấy. Đưa tay lên thì thấy tay Phật đưa lên, để xuống thì thấy chỗ đó không có tay. Thấy mà không có tay, chứ không phải là nó không thấy. Như vậy thì hồi đưa lên mắt mình sáng, mà để xuống mắt mình mù sao? Mình thật là dại khờ. Mà nói vậy mình cho hợp lý, phải không? Như vậy thì cái biết của mình thấy là biết. Đàn chim bay qua thì thấy nó bay qua. Bây giờ nó bay mất thì nó phải trả lời, bây giờ chim bay mất con thấy vẫn thấy.
thì ông không có nắm lỗ mũi và phải gì nữa, bay mất rồi. Ngài giáo lỗ mũi cái, và từ đó mới ngộ đạo, mới biết rằng cái thấy mình nó không phải giới hạn ở trước mắt hay ở những cái vật có hình tướng, mà nó thấy trùm khắp. Như giờ quý vị khi nào ra biển, mình đứng ở trên bãi biển nhìn ra ngoài biển khơi, nếu mình thấy chiếc tàu hay là chiếc ghe đánh cá, thuyền đánh cá, mình thấy chiếc đó thì không thấy toàn mặt biển. Còn mình không có cần nhìn chiếc tàu thì mình thấy toàn mặt biển, phải không? Đó, để cho biết rằng tâm mình nó bàn bạc, mà khi mình giấy niệm, mình chú vào niệm thì nó mất cái bàn bạc. Nó mất cái bàn bạc đó, nó thênh thang đó, nó mất. Vì vậy mà Phật bảo phải dứt hết, đừng cho nó dính một niệm nào. Không dính niệm nào cũng giống như mình nhìn ra biển mà không chú vào chiếc tàu, chiếc thuyền nào thì mình thấy cả mặt biển. Nhìn lên bầu trời, mình không chú ý vào cụm mây hay đàn chim thì mình thấy cả bầu trời. Mà thấy tới đâu thì tâm mình tới đó. Vì thấy là biết, mà thấy tới đó tức là biết tới đó. Mà cái biết tới đó thì tức là cả bầu trời thênh thang. Như vậy thì quý vị thấy, cần gì tiền, cần gì mà phải khổ hạnh lắm mới thấy được cái đó. Nó hiện tiền chỉ vì mình chấp, chấp sai lầm mà rồi mình bỏ quên. Chứ bây giờ như tôi đi, tự nhiên tôi đi nhìn cây cỏ, nhìn sự vật chung quanh, nhìn thì nhìn mà tôi không có đặt ở một sự vật nào hết, thì tâm tôi nó có kẹt không? Không kẹt nó nào hết. Thành ra đi đi hoài mà hỏi thấy gì không? Không. Còn mình đi thấy cái này cái chú vào cái này, thấy kia chú cái kia, thì rốt cuộc rồi tâm mình nó dính, nó kẹt. Vì vậy mà cái tu biết được rõ thì sự tu nó càng nhẹ nhàng, càng thanh thoát. Còn không biết rõ mà cứ kèm, đi đâu mình cũng chăm chăm nhìn xuống đất để kèm cho cái đầu mình nó không có nghĩ cái gì, thì như vậy thấy nó buồn. Sao mà cứ nhìn sâu xuống mà nhìn như vậy có khi nó bị nhức đầu. Còn mình nhìn trời nhìn đất đâu cũng được hết á, mà không có thấy cái gì cho nó là thiệt hết. Mình không có cần, cứ thấy là thấy thôi, thì như vậy tâm mình thênh thang. Cho nên tôi hay hỏi mấy chú thị giả, hỏi chứ người đi kinh hành ngó xuống chăm chăm, người khác đi kinh hành ngó trời ngó mây chơi, thì hai người đó tu sao? Người chăm chăm xuống đất là đương có vấn đề phải theo dõi, theo dõi vấn đề, cho nên không dám hở ngó chỗ khác sợ nó sao lãng đi. Còn ngó trời ngó mây mà mình không dính cái gì hết thì có gì đâu sợ sao lãng. Vì vậy mà nhìn thấy cái người tu đi kinh hành thì mình biết người đó đương tu theo phép pháp gì. Vì theo pháp nhị thừa thì đi phải chăm 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 xuống, hoặc là phải nhớ cái chân dở lên để xuống, phải nhớ theo từng nhịp của cái chân. Như vậy đó là cột tâm ở dưới chân. Còn cái người tu này ngó trời ngó mây chơi mà không cột cái gì hết thì như vậy hai bên trọng tâm cũng là đừng cho cái tâm chạy, mà bên kia phải cột lại, còn bên đây khỏi cột gì hết, buông nó thông thả tự do, đừng để nó dính vào cái gì thôi. Như vậy đó là cái lối tu của hai bên nó khác nhau. Nhưng mà cái quan trọng là sống được với cái thực của chính mình. Cái tâm mình, người ta cứ ngỡ khi nói tâm mình là cái suy nghĩ ở trên đầu đó, phải không? Nói tâm tôi thì bóp đầu bóp trán suy nghĩ, đó là tâm mình, cái đó là lầm lớn. Tâm mình là cái biết,
trùm khắp sáu căn, phải không? Căn nào cũng biết, mắt biết, tai biết, mũi biết, lưỡi biết, thân biết, chỗ nào cũng biết hết. Thì tâm mình nó trùm khắp, chứ không phải ở trên đầu, trên trán. Nhưng mà mình hay bóp đầu bóp trán để suy nghĩ. Và cái suy nghĩ đó, nó như là một dòng điện chạy vậy, lăn xăng hồi tắt, vậy chứ nó không có thiệt. Mà mình lấy cái đó làm tâm, còn cái bàn bạc khắp mình á, thì mình bỏ quên. Như vậy mà mình nhận ra được cái tâm mình bàn bạc, không có hình tướng. Nhận được như vậy á, là mình thấy được cái đường lối tu nó rõ ràng của thiền tông. Thiền tông là đi thẳng. Mà đi thẳng như vậy thì mình không có cái gì để mình ràng buộc. Cho nên quý vị nhìn kỹ hay là đọc lại sử sách thì thấy các ông thiền sư tự do ghê lắm, phải không? Ở khi đi chơi rồi tự tại. Còn quý vị tu theo nguyên thủy thì kềm chế, mới nhìn thì rất là nghiêm chỉnh, nhưng mà hai bên có cái hướng khác nhau. Bên này thì thảnh thơi mà không động niệm, còn bên kia kềm chế nó thì không động, buông ra nó động. Hai bên nó khác ở chỗ đó. Vì vậy mà ở đây nói giai đoạn cuối của mình là vô niệm, tức là không có một cái nghĩ suy gì hết. Tâm không còn một chút nghĩ suy thì lúc đó nhắm mắt thì sẽ đi tới cái chỗ tâm mình thênh thang. Đó. Thì không nghĩ suy tức là như mình nhìn bầu trời mà mình không chú vào một cái cụm mây hay là đàn chim thì mình biết khắp bầu trời thênh thang. Như vậy thì cái thênh thang đó gọi là pháp thân, vì nó hòa nhập với hư không, cho nên nói đó là pháp thân. Mà pháp thân đó thì ngang đây không còn phải sanh tử nữa, vì còn cái nghiệp gì dẫn mình được? Cái nghiệp dẫn là khi tâm sinh diệt còn, mà tâm sinh diệt không còn thì không có nghiệp nào dẫn được. Trên đây cái vô niệm là cái cuối cùng để đi tới giải thoát sinh tử. Mà quý vị chịu vô niệm không? Chịu không? Hay tiếc? Không nghĩ gì e ngu, phải không? Rồi khi nghĩ chơi, nghĩ nhiều, khôn ngoan lên lợi để tạo nghiệp rồi đi sinh tử. Còn người tu mà đi tới chỗ vô niệm rồi thì kể lại như ngây như ngu vậy, khờ khờ, không có nhạy bén như cái người mà đang tính toán việc này việc nọ. Đó vậy nên tôi đi, tôi cứ nhớ bài kệ của ngài Phước Hậu ở ngoài Bắc ấy. Nhớ không, quý vị nhớ bài đó không? Kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tưởng lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Tôi giờ tôi quên gần hết rồi đó, ai mà không gặp thì tôi quên tên. Thì như vậy có dám quên hết thì mới thành tựu, chứ còn mình cứ nhớ người này nhớ người kia lanh lợi quá thì không thành cái gì hết. Thì càng lanh lợi lại càng đi sâu trong sanh tử. Vì vậy mà người xưa đã làm, đã sống, mình bây giờ biết rồi thì sống vậy. Nghĩa là không cần nghĩ suy gì hết, không cần nhớ tưởng ai hết, cứ biết rằng tâm mình thênh thang, không có gì phải nghĩ suy. Tất cả cái nghĩ suy đó là vọng tưởng điên đảo. Đó là cái lối tu. Nên tôi nói năm nay về sau tôi không có dạy học nữa, quên hết rồi, còn gì dạy. Mà tôi cũng không có giảng nữa, giảng lên nhớ gì mình giảng. Đó là cái ý nghĩa mà tôi đang thực hành nói cho quý vị biết. Như vậy thì phải ngơ ngơ ngóng ngáo thời gian thì mới được, chứ còn khôn lanh không được. Bởi vậy những vị tu mà lanh lợi quá thì lo lắm, không biết rồi ngày mai kia đi đâu. Chứ còn mình thực tình tu
thì buông hết tất cả cái nghiệp duyên của mình thì phải ngơ ngơ ngáo ngáo vậy mới được. Ngơ ngáo mà không phải ngơ ngáo của kẻ điên khùng, ngơ ngáo vì mình sống với cái chân thật, mình không màng tới những cái lăng xăng sinh diệt đó nữa. Cái chân thật nó đang hiện tiền, đang ở ngay cho mình, mà mình bỏ nó sống với mấy cái kia thì đáng thương. Quý vị thấy Phật nói mình có của báo để trong túi mà đi ăn mài, phải không? Của báo để trong túi sẵn quá rồi mà ta không có quan tâm tới, mà chỉ nhớ cái lăng xăng lộn xộn, thành ra mất mình rồi đi ăn mài khổ sở. Vì vậy mà người hiểu được lý thiền, ứng dụng tu, lúc nào cũng phải trở về mình, sống cách thực của chính mình. Như ngài Trần Nhân Tông ngài nói, gia trung hữu bảo hư tầm mít, trong nhà mình đã có báo rồi, đừng tìm kiếm đâu hết, biết trở lại cái thật của mình thì đó là cái của báo hết sanh tử. Như vậy thì cái đường lối tu này nó đưa chúng ta tới cái chỗ không còn sanh tử nữa. Mà cái không còn sanh tử đó không phải ai làm dùm cho mình được, mà chính mình phải buông xả những cái niệm sanh diệt đó, rồi thì cái sanh tử theo đó nó hết. Nghĩa là cả sáng, từ sáng đến chiều đi đứng mà không có cái niệm gì hết. Nên rồi nhiều vị thiền sư tới giờ ăn thì mời ăn, tới giờ ngủ có khi quên ngủ nữa, lừng khừng vậy, rất là coi như khờ khạo. Mà chính đó là tới cái giai đoạn mình không còn bị niệm nào nó sinh diệt nữa, hay là nó lôi kéo nữa. Đó là quý vị nhớ. Nên chữ niệm mà sớm mai tôi đã giải thích đó, chữ niệm là giấy nghĩ cái quá khứ hay là tưởng tượng cái vị lai, đó gọi là niệm. Mình trong tâm mình động, lúc ngồi thiền bỗng dưng nó nhớ chuyện quá khứ hay là tính chuyện vị lai thì đó là giấy niệm. Bây giờ không có nghĩ quá khứ, nhớ quá khứ, không nghĩ vị lai là vô niệm. Thì vô niệm không phải là không biết đó. Bởi vậy nên người tu mình nó có cái lẫn lộn, không có biết rõ cái hư cái thực. Cái hư cái thực mà mình không phân rành á thì mình dễ bị nó dẫn. Đó là tôi nói cho quý vị thấy rõ như vậy. Như vậy thì bổ túc cho buổi sáng. Bây giờ đây tới cái đoạn này tôi dẫn thêm trong kinh để cho quý vị nhớ. Như kinh Pháp Bảo Đàn khi sáng tôi nói đó, nghĩa là khi mà mình không còn chạy theo sáu trần thì mới thấy rằng mình có tự tánh thanh tịnh, mình có cái tánh không sanh diệt, mình có cái tánh rất là đầy đủ, mình có cái tánh không dao động, mình có cái tánh sanh ra muôn pháp. Vì vậy cho nên học Pháp Bảo Đàn hay nghe kinh Pháp Bảo Đàn thì lục tổ ngài mới thốt lên những lời: đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Như vậy thì mình có sẵn những cái điều đó mà lâu nay mình không biết, không ngờ. Bây giờ nghe nói khi buông hết, không có vướng mắc với sáu trần, thì lúc đó là cái lúc mình bước vào cái chỗ vô sanh, hay là nói cái khác là cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bước vào đó thì vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là có hay là không? Là có. Nên ngài nói không ngờ mình có cái tâm thanh tịnh, không ngờ mình có tâm không sanh diệt, cho tới không ngờ mình có cái tâm hay sanh muôn pháp vân vân.
Như vậy thì ở tinh thần Bát Nhã, từ kinh Bát Nhã cho tới kinh Kim Cang đều nói không. Không là không sáu trần, để đi tới cái có, là có cái tâm vô thượng trên đặt trên giác. Còn ở đây tôi hướng dẫn quý vị là đi từ cái gì? Mình nói có chân tâm, tức là đi cái có. Có chân tâm là tới cuối cùng là không còn một niệm, để sống bằng chân tâm. Như vậy cái có này là có chân tâm, còn cái kia không là không sáu trần. Không sáu trần mà khi mình buông được sáu trần thì lúc đó được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là chân tâm đó. Mới nghe thì như khác, nhưng mà tại vì hai cái hướng đi, bên kia đi là dẹp cái sáu trần, nó không thiệt, nó không, tâm mình không vướng mắc, thì lúc đó mới được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác, trở về cái có vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái có đó không sanh không diệt. Còn ở đây nói thẳng có chân tâm là mình có sẵn cái không sanh không diệt. Mà bây giờ mình đừng chạy theo những cái sanh diệt hư dối để sống được với cái không sanh không diệt của mình. Nó có từ buổi ban đầu chứ không phải tới cuối. Nhưng mà nhờ mình theo cái có đó mà mình không mắc kẹt những cái sanh diệt ở nơi mình. Vì vậy mà ở đây tôi muốn nói cho rõ rằng tất cả chúng ta đều có chân tâm. Mà vì chúng ta quên chạy theo cái tướng vọng tưởng sinh diệt mà quên chân tâm của mình. Bây giờ muốn cho mình nhớ thì bắt buộc thấy cũng nói chân tâm, nghe cũng nhớ nói chân tâm, giờ phút nào cũng nói tới chân tâm. Mình nhớ chân tâm, mà nếu chưa có thể nhập được chân tâm thì mình đi đâu?